đó, Hoàng Bách đã hoàn thành xuất sắc thử thách tháp sức mạnh. Bây giờ cậu phải chinh phục nhiều thử thách hơn nữa. Hoàng Bách, tại hội trại siêu anh hùng Christie, bạn sẽ cần phải chinh phục thử thách đường hầm can đảm. Để chuẩn bị, bạn sẽ cần xây dựng đường hầm của riêng mình. Sau đó bạn sẽ sẵn sàng cho hội trại siêu anh hùng Christie tại Singapore. Bạn có đồng ý không? Yeah, come on, again. Yeah! Đến thử thách tiếp theo! Mừng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hoàng Bách, bạn đã sẵn sàng cho hội trại siêu anh hùng Christie. Yeah! Hẹn gặp các bạn ở thử thách Singapore. Các bạn có muốn tham gia cùng mình không nào? Xin chào các bạn nhỏ. Để cùng Hoàng Bách tham gia vào hội trại siêu anh hùng Christie và gặp gỡ đội trưởng Mỹ và những người bạn tại Singapore, hãy nhanh tay sưu tập 30 vỏ hộp sữa Dutch Lady Christie và đăng tải hình ảnh của mình cùng các hộp sữa sưu tập được lên trang web www.dutchlady.com.vn nhé. Chi tiết chương trình xem tại trang web www.dutchlady.com.vn. Hãy đăng ký ngay.